Trời ơi quá trời hộp luôn trời. Cái này kêu cây gì? Bông nhái. Bông nhái hả? Ừ. Đây là bông dưới đi. Rồi một mới gì dưới đó gãi vô. Ờ. Rồi không tính kêu nó kiếm bông dừa. Có bông này khỏi bông kia. Bông này là bác là trồng lên cái này như ý. Nó có hả? Nếu mà nó rớt họ cũng ra hoài luôn mà nè chị nè. Ừ. Cái này chắc có người tưới nước nè. Thì tưới, không tưới nó rụi mau lắm. Ta tưới ướt nhẹp á. Giải nguyên cái ấy mà. Nhiều lắm. Cái này mà nó không sinh là nó cũng ấy nè. Thì nó rớt cái này mà. Rớt cái này mốt nó lên. Dữ đây đây về tấm má này về tấm má đi ồ con bự bự không à nó đi giống được cái ông gà ông già luôn rồi nhiều chưa nhiều lắm mà rồi nhiều đó gà nhiều đó gà rồi cái mở thêm không có nhà này dài dữ được chứ chạy từ hết chân từ đó này hả Dung đó mỏng mà